Người dân thôn Phụ Chính đã có nguyện vọng được bán cây sưa đỏ này từ lâu, vì vài năm gần đây có hiện tượng bị khô, mục. Cây sưa trên là loại sưa đỏ có tuổi đời gần 200 năm, nằm trong khuôn viên chùa làng Phụ Chính. Từ khi biết giá trị cây sưa, nhiều người lạ tìm đến thôn để cưa trộm đem bán. Người địa phương đã phải dùng nhiều dây thép quấn quanh thân nhằm mục đích ngăn cản kẻ trộm vào cưa trộm. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đã thành lập tổ bảo vệ, túc trực thường xuyên cạnh cây sưa để trông giữ. Cây sưa quý này có hai nhánh lớn, tuy nhiên một nhánh đã bị gãy đổ và được bán theo hình thức đấu giá cho một đại gia gỗ Đồng Kỵ từ Sơn Bắc Ninh với giá 20,5 tỷ đồng vào năm 2010. Nay trước nguyện vọng của người dân, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Chính đang xin ý kiến của huyện và thành phố về việc bán cây sưa từng được định giá 100 tỷ đồng này. Nếu được thành phố chấp thuận thì cây sưa sẽ được bán đấu giá một cách công khai.